Ngày 10 tháng 1, công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trên địa bàn ở phường Hiệp Thành khiến cho một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 26 phút cùng ngày, khói lửa bùng lên ở căn nhà nằm trong hẻm 551 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực nhanh chóng hô hoán, cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 12 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ 11 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân đã tử vong. Qua xác minh, người này tên DTP, sinh năm 1992. Tại hiện trường, căn nhà một trệt một lửng, hai lầu, cháy ám khói đen. Một số vật dụng bên trong nhà bị hư hỏng, cửa kính vỡ. Hiện công an vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.